Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến, đã hẳn nó không làm gì được Thầy. Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đặc biệt là quý quan khách của hai bạn trẻ Gioan Tung và Maria Yến thân mến. Với người Công giáo, chúng tôi có ba điểm quan trọng của cuộc đời. Đó là ngày được chào đời giống như bao nhiêu người khác. Sau khi được chào đời thì chúng tôi cảm nhận tin truyền lại từ cha ông. Và khi được niềm tin truyền lại từ cha ông thì chúng tôi được đưa đến nhà thờ để lãnh nhận phép rửa tội, hay còn gọi là phép gia nhập đạo. Và đến thời tuổi trưởng thành thì nam cũng như nữ, chúng tôi cũng đến nhà thờ. Nơi đây có Thiên Chúa và anh chị em của mình. Chúng tôi nói lên lời cam kết sống trọn đời với nhau. Và một lần quan trọng khác sau cùng của cuộc đời con người, đó là vĩnh biệt cuộc đời, thì chúng tôi lại được thân bằng quyến thuộc đưa đến ngôi nhà thờ để rồi cùng nhau tạ ơn trời, tạ ơn Chúa một kiếp người. Và như thế là hành trình trọn gói của một con người là như vậy. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ cha ông chúng ta xưa kia thường nói, trai khôn thì chọn vợ, gái nhớn thì gả chồng. Không biết có phải vậy không ạ? Có phải không cơ? Có phải là cha ông mình nói trai khôn thì lấy vợ, còn gái lớn thì gả chồng? Có phải không ạ? Có phải không? Thế những người không lấy vợ thì sao nhỉ? Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là cách tự nhiên của con người chúng ta. Đến tuổi trưởng thành, con trai thì đi tìm cho được người bạn đời của mình, còn người con gái thì đi tìm được một mảnh kia cuộc đời của mình. Đó là người đàn ông, gọi là lý tưởng. Vâng, kính thưa các bạn, đặc biệt là các bạn, hai bạn với nhau hôm nay, các bạn đã tìm hiểu nhau quá kỹ càng. Tại sao gọi là kỹ càng? Bởi vì một chàng trai từ Thái Bình đi lao động tại nước ngoài, rồi lại kiếm một cô gái từ Bắc Giang cũng lao động tại nước ngoài, và hai bạn quen nhau từ đó. Tức là cha mẹ đến tuổi thì lo lắng không biết con mình sẽ đi vào đời sống hôn nhân ra sao,
Và từng ngày cha mẹ hằng hỏi thăm, chăm lo, dù các bạn là con trai hay con gái. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cha mẹ nào cũng vậy, sinh người con rất vất vả theo năm tháng. Rồi từng năm tháng trải dài trên cuộc đời người con thì hằng theo dõi, cầu nguyện và mong cho con mình được mọi sự bình an, mạnh khỏe. Đó là sự mong ước của cuộc đời chúng ta. Rồi chính hai bạn trẻ cũng vậy. Từng ngày cuộc đời các bạn sống ở đất khách quê người, tìm nơi nương tựa, tìm nơi trú ẩn cho bản thân. Các bạn cũng đã phải cố gắng sinh nhai ở đất khách quê người. Nhưng bên cạnh việc sinh nhai hay kiếm tiền để nuôi sống bản thân, các bạn cũng tìm cho mình một mối tình, hay còn gọi là một nửa cho cuộc đời của mình đang trên hành trình đi đây. Chính vì vậy các bạn đã quen nhau và hôm nay các bạn đi đến quyết định, hứa lời cam kết với nhau trước tòa Chúa tại ngôi thánh đường thân yêu, nơi người con trai sinh ra và được trưởng thành ở đây. Vâng, còn về phía cha mẹ, hàng ngày phải lo toan cho con cái từng đồng để con mình có điều kiện ăn học, và từng ngày lo lắng cho con cái để xem con mình sẽ ra sao, sức khỏe thế nào, và làm sao con mình có được một bến đỗ bình an trong đời sống gia đình. Người bạn gái thì lo hơn bạn trai, bởi vì hai bạn, các bạn phải sống xa nhà, các bạn mới quen biết nhau, và rồi cũng nói với nhau về hoàn cảnh gia đình, nói với nhau về quê quán, và biết bao nhiêu chuyện các bạn đã lên kế hoạch nhằm cho một đời sống tương lai. Và tương lai đó không chỉ các bạn riêng, mà các bạn cũng đã bàn hỏi với cha mẹ, những người thân sinh và với bạn bè thân hữu về con người của người nam, về con người của người nữ, tức là bạn trai, bạn gái mà mình đang tìm hiểu đây. Sau khi đi đến quyết định thì các bạn cũng được cha mẹ của mình cho phép, và rồi qua sự cho phép đó, các bạn hứa cam kết sống trọn đời với nhau. Trong sự cho phép đó, có một điểm chắc hẳn lại đi đến cần phải được bàn hỏi, đó là về phía tôn giáo. Vâng, kính thưa quý vị tôn giáo bạn, chắc hẳn quý vị sẽ thắc mắc tại sao người Công giáo chúng tôi lại có một nghi thức quan trọng như vậy trong ngôi thánh đường này trước khi đi vào đời sống hôn nhân. Vâng, kính thưa quý vị, như khởi đầu tôi đã nói, đời sống của người Công giáo có ba giai đoạn quan trọng: khi sinh ra, khi trưởng thành và khi lìa cõi thế. Thì giai đoạn khi các bạn đến tuổi trưởng thành thì hai bạn đây đã trở thành người Công giáo, thì các bạn có một lời cam kết quan trọng tại một ngôi thánh đường. Nơi đây chúng tôi tin tưởng có Thiên Chúa đang hiện diện, có Thiên Chúa đang ở đây để rồi đón nhận lời cam kết đó, cũng như chính Ngài sẽ chúc phúc cho tình yêu mà các bạn cũng như các gia đình Công giáo xưa kia đã làm. Niềm mơ ước và niềm mong đợi thì như thế. Chắc hẳn các bạn hôm nay rất khao khát nói nên lời cam kết của mình, và từ lời cam kết đây, các bạn khao khát sống cuộc đời yêu thương nhau, trọn đời chung thủy với nhau. Nhưng chắc hẳn trong cuộc sống, các bạn cũng đã mơ tưởng thấy biết bao nhiêu đời hạnh phúc. Các bạn cũng đã sợ sệt trước bao nhiêu điều có thể xảy đến với mình. Nhưng chắc hẳn trong cuộc đời các bạn, thêu dệt nên niềm hạnh phúc thì vẫn nhiều hơn. Thế nên người ta gọi
khi các bạn yêu nhau là thời gian đẹp nhất trong đời. Và chính vì vậy nên các bạn vẫn thấy được vẻ lung linh của ngày thành hôn giống như hôm nay. Và cũng cứ như vậy, các bạn mơ ước cuộc đời của mình sẽ từng ngày trải dài trên cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng hạnh phúc đó có bền lâu không các bạn? Chắc hẳn bây giờ hỏi các bạn thì các bạn sẽ nói hạnh phúc đó sẽ trăm năm. Giống như ngày các bạn, sau khi các bạn bắt tay nhau nói lên lời cam kết, thì mọi người sẽ chúc mừng các bạn rằng chúc các bạn trăm năm hạnh phúc, chúc các bạn trọn đời sống thủy chung. Vâng, nhìn lên cuộc đời hiếm có người sống trăm năm. Nhưng tại sao người ta cứ lấy con số trăm năm để nói cho cuộc đời của mình? Tức là một con số tròn đầy viên mãn cả cuộc đời các bạn, không chỉ ngày hôm nay mà kéo dài cả cuộc đời sống hạnh phúc với nhau. Thế nhưng nhìn lên cha ông chúng ta, nhìn lên những cuộc sống gia đình, kể cả người công giáo cũng như người không phải công giáo, dù đã cam kết hay chưa cam kết, chúng ta thấy chúng ta vẫn chưa chọn hảo sống với nhau là bao. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta chưa đủ tin tưởng, chưa đủ thể hiện trao ban tình yêu cho nhau một cách trọn vẹn theo đúng nghĩa của một tình yêu. Nhớ đến đây, xin kể cho cộng đoàn một câu chuyện về sự thiếu bình an nơi một gia đình trẻ. Có một gia đình, đôi bạn trẻ kia mới cưới nhau được một thời gian. Dĩ nhiên, các bạn trẻ ngày hôm nay thì ai cũng có cơ hội làm ăn kinh tế, tức là tiền tài từng người có riêng. Một câu chuyện xảy ra vào một thời kỳ giáp Tết, có một anh chồng kể lại như sau. Khi anh ta đến công ty làm việc, mới chỉ có một giờ trôi qua, thì cô vợ gọi điện đến và nói với chồng rằng: "Này anh, nhà mình mới mất trộm. Em vừa bị nó lấy đi 30 triệu đồng mà tất cả vợ chồng mình mới dành dùm, em mới để ở cái gối của gia đình mình. Thế nhưng mà tên trộm vào lục lọi hết số tiền đó. Và em thấy ở gia đình mình quần áo, giường chiếu tung lên tất cả." Người chồng sốt ruột nói: "Vậy em xem nhà mình còn mất gì nữa không?" Cô vợ nói: "Vâng, anh đợi một chút để em xem. Bởi vì em thấy hàng xóm, những nhà kế cận cũng vừa mất trộm. Và rồi chính vì tên trộm tham lam cho nên công an đã bắt được tên đó và đang bắt chúng phải khai tất cả, cũng như các mời gọi các gia đình đang liệt kê tài sản của gia đình nhà mình." Rồi cô vợ gọi điện lại cho chồng và nói tiếp: "Anh xem, bởi vì em thấy gia đình nhà mình bị lục lọi tất cả rất nhiều, mà em sợ không biết còn mất gì nữa không." Anh chồng bí quá nói với vợ rằng: "Em xem trên bức ảnh cưới, đằng sau bức ảnh cưới có một cái phong bì, và trong phong bì đó anh để tới 20 triệu vào đó." Cô vợ tắt máy một lúc, và cũng chỉ 5 phút sau thì cô vợ lại gọi và nói rằng: "Sau khi em xem ở trên bức ảnh thì chẳng có số tiền đó ở trên đó." Và rồi anh chồng lại băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra với gia đình của mình. Cũng 5 phút sau, cô vợ lại hỏi: "Anh nghĩ xem mình còn mất gì nữa không?" Anh chồng bí quá đành phải khai: "Em xem trong nhà vệ sinh, bên cạnh bồn cầu có một cái khe, anh để dưới đó cũng hơn 30 triệu đồng." Cô vợ một lúc sau, cô vợ lại nói: "Anh xem chiếc bồn cầu nhà mình sạch sẽ, chả có gì cả." Anh chồng cãi: "Vừa sáng nay anh kiểm tra vẫn còn. Vậy chứng tỏ
nó lấy mất tiền gia đình nhà mình. Em xem kê khai tất cả với công an để họ lấy lại số tài sản cho vợ chồng. Cô vợ lúc này điềm tĩnh trả lời chồng: cảm ơn anh đã cộng tác diễn lại một bài diễn chống trộm của gia đình nhà mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta, chỉ vì thiếu tin tưởng nơi chồng, nơi vợ, cho nên vợ có vốn riêng, chồng có vốn riêng. Và chỉ khi người ta gọi là cháy nhà mới ra mặt chuột, tức là mới lộ ra được cái gian tham của chồng, gian dối của vợ trong đời sống mà hai vợ chồng chưa tin tưởng nhau trong cuộc đời của mình. Vậy thì tự hỏi, chính sự gian tham đó thì làm sao có được sự bình an, hạnh phúc trong đời sống của mình? Rõ ràng trong đời sống của ngày cam kết hôn nhân, chồng nói chung thủy và thủy chung, chọn đời yêu thương vợ, và vợ cũng hứa như vậy. Nhưng tại sao trong đời sống gia đình mình lại không thực hiện được như thế? Bởi vì chỉ vì thiếu yêu thương, thiếu tin tưởng. Hôm nay Đức Giêsu trước khi về trời, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ: Thầy ban cho anh em ơn bình an, khác với kiểu bình an của thế gian. Kính thưa cộng đoàn, thế gian chúng ta rất muốn sự bình an. Mặc dù chúng ta sống trong một hoàn cảnh giàu sang hay nghèo khó, lúc nào chúng ta vẫn lo sợ mình thiếu điều này, thiếu điều kia. Và chẳng bao giờ chúng ta hoàn thiện được cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta luôn cảm thấy mình thiếu bình an. Vậy thì bình an theo kiểu Đức Giêsu ban, không theo kiểu thế gian là gì? Kính thưa cộng đoàn, ắt hẳn con người ta, dù các bạn có tin tưởng vào Thượng Đế hay Thiên Chúa hay không, dù các bạn có tin hay không, hay tin, thì cuộc đời này cũng một thời gian rồi chấm dứt. Chấm dứt chúng ta sẽ phi về đâu? Phải chăng cuộc đời sinh ra sống trên cuộc đời này một thời gian rồi hết, thế là xong? Không phải như vậy. Chắc hẳn những cố gắng hy sinh lao nhọc cuộc đời của mỗi người chúng ta đây, dù có niềm tin hay vẫn không có niềm tin, chúng ta vẫn thấy những hy sinh đó, những cố gắng đó là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ hôm nay mà hạnh phúc cả cuộc đời mai sau, hay còn gọi là kiếp người bên kia. Thì người Công giáo tin tưởng đó là thiên đàng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cái bình an hạnh phúc quan trọng nhất của người Công giáo đó là làm sao mình đạt được một hạnh phúc viên mãn ở thiên đàng. Nhưng để đạt được hạnh phúc đó, chắc hẳn hai bạn trẻ hôm nay cũng đã học giáo lý, cũng như bố mẹ, cha ông chúng ta đây đã biết phải sống ra sao. Tức là qua những hy sinh của từng ngày trong cuộc đời, đời sống gia đình, những hy sinh nho nhỏ, từ những lời ăn tiếng nói, từ những chia sẻ của vợ, của chồng. Nếu chúng ta biết tạo cho một gia đình mình hôm nay hạnh phúc, thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc thiên đàng. Cha mẹ các bạn đã từng lo lắng cho các bạn xưa kia, đã từng gọi điện thăm hỏi cho các bạn xưa kia: con mạnh khỏe không? Con bình an không? Và rồi hôm nay các bạn đã trưởng thành, đã sắp sửa bước vào đời sống gia đình, các bạn cũng chuẩn bị có một gia đình tương lai, cũng có những đứa con và các bạn phải lo lắng, chăm lo, dạy dỗ, giáo dục cho con cái. Để giáo dục cho con cái được thì chắc hẳn các bạn phải trở nên những cha mẹ gương mẫu. Để có thể trở nên những cha mẹ gương mẫu, chắc hẳn phải có những hy sinh. Điều đó nói ra ở đây, quý cụ, quý ông bà và các vị đã từng sống đời sống hôn nhân đều biết. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua thì bấy nhiêu thăng trầm cũng không kém. Bởi vì có thăng trầm mới có hạnh phúc. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi khi chúng ta vượt qua được những thăng trầm, chúng ta mỉm cười với hạnh phúc của gia đình,
Vậy ước mong sao? Và cũng cầu mong cho anh chị hôm nay hứa lời cam kết trước trời, trước Chúa, thì sẽ đi vào cuộc đời của anh chị để anh chị sống trọn đời chung thủy với nhau. Và sự chung thủy đó là một ơn bình an mà anh chị đón nhận, cũng như một điều hạnh phúc mà anh chị đón nhận lời cầu chúc của những thân nhân, ân nhân, bạn bè và cả cộng đoàn cho anh chị hôm nay. Nhân ngày hành hôn của anh Doan Tung và chị Maria Yến, cũng cầu chúc cho mỗi gia đình chúng ta hãy thấm đượm hơn tình yêu của gia đình. Bao nhiêu bất hòa hãy cho qua để rồi nhìn về tương lai. Bởi vì chỉ có tương lai mới cảm thấy hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Bởi vì tương lai còn ở phía trước, cho nên tương lai cũng mời gọi chúng ta hãy đi đến để rồi chúng ta nhìn về quá khứ, biết bỏ qua cho nhau, biết xây dựng hạnh phúc cho nhau, thì gia đình, cộng đoàn sẽ trở nên một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Amen.